Bạn hôm nay thầy bận hả? Dạ. Hôm nay thầy bận hả? Nay giảng nè. Nước nào thầy? Dạ uống nước trắng, nào qua nấu nước trà. Thế hả? Trời ơi, nó nhức cái dây. Nó nhức không phải là... Làm quá chứ có gì đâu. Nó gió. Thầy bê cái đọt đi kìa. Thầy làm quá mà. Chân tích sát cái mặt áo vô. Chân tích sát xe lạnh rồi. Nè hả? Lạnh hả? Trời ơi. Nó cái gì mà nửa đêm nó nhức cái vai, không phải cái này gió, tại vì bây giờ nó thay đổi thời tiết, nó gió độc. Ngày hôm qua đi ra cho mấy con chim ăn, rồi có cái nước mà mấy con chim rồi không ăn trứng, rồi cái này thôi mấy diện trứng đi, ăn nó tanh quá. Không có nước trà, nay uống nước trắng à. Ông thích ở đây cho ông ngồi chứ, ông ngủ đây. Đổ ra tới đây nè. Tại sao ngồi đây? Ngồi đây mày kiểu gì nè. Vậy thôi, vậy quay mình có mình tôi hả? Rồi. Đúng rồi. Đi. Thế gian á, thế gian nó hay lắm. Cái gì á mà họ coi họ đầu tiên họ khó chịu, mà họ coi riết họ vẫn chịu được. Đầu tiên họ khó chịu ông là tại ông có nụ cười đặc biệt nhất thế giới, họ nói vậy đó. Nhưng bây giờ mà ngày nào mà không có giọng cười ông á, thì tại có người đấy. Ủa sao bữa nay cái ông già đó ông mất tiêu mà không thấy ông cười, mà thấy sao ông lỗ mũi đẹp mà cái nước da trắng rồi, giờ ta đã để ý rồi, mới đầu ta chống chữ lâu nghe chống đấy, cái ông già đó sao ông cười nụ cười đặc biệt của thế giới đâu. Bây giờ đổi qua rồi, bây giờ đổi qua thích bố đây. Thôi, đừng canh đã tội nghiệp. Ngon bánh luôn. Từ ghét cái đổi qua thương rồi đó. Thế gian nó vậy đó. Thầy. Mày cái ghét riết nữa phải là nó thương à, nó tận cùng nó thương à. Bây giờ bữa nào mà ông không cười người ta buồn. Nó nói không biết cái ông già ở đâu mà sao bữa nay hôm qua ông Trung Hiếu cũng nhắc ông nên tội nghiệp ông già đó, con ngồi nghe lại ông thật lắm á thầy, ông chân thật rõ chưa. Cười đặc biệt. Chân thật. Bánh ở đây nè. Qua một con. Thầy chơi đi. Mẹ đã ăn rồi. Thầy dán ăn đi. Mẹ ăn. Anh. Đó là cái bà cụ. Từ ngày mà đổi cái niệm mới rồi, thay ra mới rồi, thơm tho là bây giờ bà nằm bà phái, bà ăn rồi ngủ thôi. Bữa sáng chú Tài á, chú ghẹo nó nói chắc à. Kiếp nào đó vợ thầy giờ quả báo thầy phải đút cơm cho má điệu tôi vậy đó, đó là thôi cũng được á. Không mẹ con thì vợ chồng mới quan trái vậy thôi. Quan trái. Bây giờ á mỗi ông bà mỗi người ngủ một phòng. Từ nó ra lệnh rồi đấy. Nè, nói gì nè, rồi nói là quyết kinh á thì mới ok rồi nó quyết kinh hai bà mới ngủ chung. Nên tao biểu cái ghế này á là của bả ngồi, ghế này của ổng ngồi, ok đúng không nào. Miss là nữ cô phải không, miss là người đây, ông mister ngồi ghế kia là chỉ yeah, không miss, chỉ là mister là ông. Ê, bà chịu, bà hiểu. Giờ ra dấu biết bà hiểu rồi. Rồi ngày hôm qua đó, khi mà đem cơm trưa cho ba ăn á, còn biến có mình rồi, có chú này thì còn nấu mấy ăn có mình rồi thôi, chiều phải nấu trưa làm biến, lấy miếng bì bỏ tủ đá đó, với xào miếng mướp với mấy ba miếng bầu kho của cô Bảy kho, cô Loan kho đó, rồi bỏ vô rồi hâm lại cho nóng đem qua mới ngồi và ăn. Nhưng mà mướp chắc hơi dai, rồi mới để lại ba miếng mướp, rồi mới chỉ á vô á từ đó giáo khi mà ăn này nè, xong rồi bỏ vô cái sọt này nè, rồi để cái sọt sát bên vậy đó, chứ đừng có đem đi dục tùm lum rồi nó thối nó. Rồi ba ok, rồi ba hỏi chứ ý ba hỏi là Dan và Dan đâu, ý ba hỏi là hiểu rồi, rồi nói Dan go là Dan đến đây phải không? Rồi me or you no cái là Dan go home à? Dan go, thôi em you vô.
cái bạn nghe ok ok cái bạn vô bắt đầu bắt khò bắt ngủ. Trời ơi, biết rồi bây giờ, biết rồi bây giờ nói tiếng bồi luôn rồi. Thì đó thì con không nói, con nói thầy đấy học mấy tiếng căn bản, không cần nói nhiều. Cái bây giờ ba nằm ba ngủ, bây giờ ba ngủ suốt à, mà bây giờ có cái con chó không biết làm sao mà ba ngủ mà con chó nó nằm sát một bên nó dơ trời ơi thôi. Nhà nó hôi do chó. Mình cũng không biết gì được. Ủa rồi thầy bỏ cái ghế ra ngoài bả ok thầy bỏ luôn. Bỏ luôn chứ tội bây giờ bỏ ok hết tim dơ quá chịu nổi đâu thiệt. Dơ không thể tưởng tượng. Thiệt đúng là mới thấy tội cái người già thiệt tình bỏ là không có nổi. Vậy mà sáng nay á đem sáng nay trò nấu cháo, múc cho bả một chén cháo rồi cũng lấy cái khô quẹt á. Vậy mà qua ngồi ăn thì bả đang ủi đồ. Ý bả diễn tả là bả ủi cho ổng một bộ, bả một bộ. Bả nói rằng là tu đề à gì đó ý ạ, bà nói là ngày nay á, tôi đề là ngày nay á có thể là ổng về rồi hiểu, mà cái danh từ gì quên rồi, có nghĩa là à, bà mới chỉ cái áo của ổng đó rồi bà nói là tôi đề à, chỉ cho cái áo đó là bà nói tiếng gì quên rồi, cái là cái áo ổng đó là bà ủi rằng bà đem cho ổng mặc về cho sạch sẽ, rồi bà ủi ở ổng bộ, thấy bà đứng bà ủi cũng tội nghiệp. Họ cũng sạch lắm nhưng mà làm không nổi đó, hồi mày cái hồi mày cúi xuống không nổi trên thì quẹ cây cũng vậy, tôi hỏi mày có làm gì được cái giờ thấy không có gì làm được hết á, biết như vậy mà chịu thua người ta có sạch sẽ thì biết. Thôi nói thiệt ra đó rồi ông phải nói tốt gì, thật sự tôi không có tu hành khỉ khô khỉ móc gì giống như mấy người mà tự khoe tôi mấy chục năm tôi không có tu khỉ khô gì trên á, mà bây giờ mình quán chiếu giữa con người với con người nó hôi chịu không nổi, nhưng mà cứ trong tâm cứ đọc là bài kinh Bát Nhã đó, thì tư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, cứ ráng như vậy mà làm thật sự thiệt về bệnh, thiệt bệnh tới mức độ có cái lê dai này nè, nó đau không thể tưởng tượng, nhưng mà nghĩ là không phải làm mà đau mà tại vì gió, mình nghĩ vậy đi, rồi làm nó hôi lắm nhưng mà phải ráng chịu, mình nghĩ tới ngày nào cũng vậy mà các pháp có gì mà cứ nghĩ vậy mà là tu đó, chứ không có tu cái kiểu mà cà chớn, mà tu kiểu mà khoe là tu đây là tôi mấy chục năm mà quen hòa thượng này, quen hòa thượng mà thượng tọa nọ, tôi mới chửi hồi nãy. Ông nghĩ coi, nói ra nói tôi không nói tên ai. Nói với ông này nè. Rồi đó mấy ông hòa thượng qua gửi gắm cho họ đó, gửi gắm tôi cho họ. Tôi nói kiểu ngu si, nói kiểu ăn bả hè mà cắm xấu. Tại lúc đó thấy mấy hòa thượng qua thì mình đầu mới nói vui đó à, thôi có mấy Phật tử này tội nghiệp họ cũng bị chùa đó không nhớ, giống như họ không vui họ không tới nữa thì họ theo con, thì thôi với hòa thượng cũng gặp họ cũng như là gửi gắm họ cho họ vui, đó là an ủi thôi, đã hữu hiểu không, ý là nói trật xi nhan trước mấy ông hòa thượng rồi, mấy hòa thượng mới gặp nó à, thôi mấy đạo hữu lo cho ông thầy tài nghe, trời ông thầy tài ông quậy dữ lắm á, ổng vậy nhưng mà tánh ổng vậy nhưng mà ai mà ngọt ngọt ổng, ai mà động viên an ủi ổng, quậy có nghĩa là dám ăn dám nói dám, chứ tôi có quậy tôi có phá giới phạm trai không, mấy ông hòa thượng thật sự quậy tới ý với hòa thượng đấy, ổng quậy tới mà mấy hòa thượng mà còn ngán ổng đó, không hiểu cái câu của mấy ông hòa thượng nói, ông hiểu không, bây giờ đi nổ là mấy ông hòa thượng gửi, ai mà hòa thượng đi gửi cho cư sĩ, chẳng qua là do tôi xi nhan trước bởi gặp cái thứ ăn bả hè mà cấm xấu, bởi thế gian họ nói đừng có chơi lé, đừng ghé nhà hàng lùng, rồi thêm bà Miền nữa, bà Miền mà nổ à, mới hôm qua đi bộ đi cho chim ăn về thiện thông nó cũng ác nữa, nó làm cái video thay vì mình đi ra mình trồng cây được cái lâu rồi, cái video này lâu rồi, làm 4-5 tháng nay là cái để là thầy tài hoàng tộc. Hoàng tộc có nghĩa là hoàng, ý nó không hiểu danh từ đó. Không, cái chuyện đó không sao mà có hoạt động cái nội dung là làm theo cái kiểu thế tục, là trồng rau, trồng này kia, nó đặt danh từ hot. Cái chuyện của người ta làm YouTuber, người ta đặt danh từ hot để cho có người bắt mắt, người ta coi cái chuyện của người ta. Rồi cái ngày hôm qua, hậu qua thì trò muốn đi làm,
đi làm nói với ông là đi xin cho tôi đi làm đó, rồi không biết mấy con mẹ nào mà nó rựng mỡ đó, thì bà thì giống nào nó chơi giống đó. Rựng mỡ cái mà mới đúc đầu qua thầy sợ thầy tu thầy nói thầy tu đừng có hoàn tục, đừng có ra đời. Tôi nói tôi ra đời tôi tới ông nội tôi có bà nội. Con nào mà rựng mỡ mà chảy nước tới mức độ dữ vậy, trời đó, gặp cái thứ gì đâu không à. Thành ra lo cho ông bà này, tôi cũng nói nữa, cái cuộc đời nó làm cho con người mình nó tự động với mình già dặn trước tuổi à. Lo ông bà này, tôi nói tới chừng mà ông bà mà chết đó là tôi không có ra nhà hoàng nha, tôi bị nhớ kỷ niệm xưa đó. Kỷ niệm xưa nó trong bụng, bởi vì tới đời này có những cái mình tính nha. Hồi đó bà cụ chết, ông này ông lo đám bà cụ không có chấp điếu, mà bà miền thì bà nổ, bà nói trời ơi em con toàn là kỹ sư không thầy, toàn là dân có ăn có học không à, trời ơi nó qua thầy coi nó qua nó cung kính này kia đó, bà nổ tàn canh mình mừng đó, em toàn là kỹ sư không à, nghe có ăn có học không. Nói trong bụng nó giàu là mình với ông Đan là tình nghĩa, nuôi bà cụ là thương giống như người nhà, bà không con mà lại bà là lo cho ông Đan thì mình coi như tình nghĩa lo. Mà mấy người này mà dân có ăn có học qua thương mình lắm, chắc là qua đám lan không chấp điếu chắc cũng là bỏ bao thơ lì xì đó trong bụng đó. Nếu mà lì xì cho mình mà mình nhận thì cũng không được, mà ồ cũng kỳ, mà không nhận thì cũng kỳ không ta. Chứ cha anh có dân có ăn có học mà mẹ kiếp nó qua nó tại nhà hoàng nó chửi cho một trận cơ, mà nó chửi sanh tử lửa, nó chửi cái nó thể hiện có ăn có học. Là bây giờ tới ông bà già này tôi đói bụng mình lo chết mẹ đây, không biết mai mốt có hai đứa con bảo ông bà chết nó qua nó chửi cho một phát rồi không biết. Đó là đây nó kêu là gặp sát mình kẹt. Yeah. Hồi nãy thầy nghe tôi dẫn cái cuộc đời nó là như vậy đó, không phải đâu này. Nên người ta bảo từ bi phải có trí tuệ là như vậy. Nó kẹt là cái như vậy đó thầy. Anh ra tại sao trò mắt cái lòng tin tại nổ quá đi, có ăn có học mình cứ có ăn học vậy đó. Bây giờ đó coi có ăn có học mà hỏi coi đó, thí dụ bây giờ tôi nói chơi trong cuộc đời là nói không phải ăn cơm, mà tôi không có nói ăn cơm Như Lai, ăn cơm tôi đi làm tôi trồng rau tôi ăn, chứ không nói ăn cơm Như Lai, nói ăn cơm Phật mà nói chuyện tào lao. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi không làm chùa, tôi không đi làm, thằng nào con nào tổ tông dòng họ nào nó nuôi tôi mà mình nói mình đi làm cái nó nói sao thầy giờ thầy đừng ra đời ở Mỹ đâu có đi làm đĩ được hay là đứng đường như ở Việt Nam được. Bởi vì nói tại sao trò không nói gặp gì hết, bởi vì người ta nói chơi với chó đó chó liếm mặt, nó chơi với chó liếm mặt chơi, mà những cái người mà thân quá đó nó coi mình ra gì. Bởi vì hồi xưa người ta nói á, nhân thân hữu thiết tam phân thội, chơi với người đừng có nói hết ba phần, bởi vì chỉ khủng nhân hoài lưỡng dễ tâm, ngừa con người hay lòng. Bất phả hổ sanh tam cá khẩu, cọp ở trên non ba miệng mà không sợ, thủy để ngư thiên biên nhạn, cao cả xã hề nê khả điếu, đô chỉ nhân tâm chỉ tất gan hưu hà khả liệu. Con chim nhạn nó bay trên trời, con cá nó lội sâu dưới nước, mà nhạn có thể câu, bắn cá có thể câu, mà lòng người á không lường trước được. Nên tôi nói mới mốt qua là dẹp, làm cho tôi cái hàng rào, tôi không có tiếp ai nữa trên á. Tôi thích á thì ngồi trên nói chuyện trên mạng, nói đạo lý cho ai có duyên thì nghe, ai khùng thì nghe, ai tỉnh thì không vô nghe, vậy thôi. Tôi khùng tôi nói cái cho người khùng nghe. Còn người nào trí, người nào khôn á, thì cứ dụm ba, dụm bảy, dụm mỏ lớn, mỏ nhỏ. Vậy. Bởi nói ra nó cái thế gian này, nó lúc nào nó cũng nghĩ nó không thông minh. Đó. Ông nghĩ coi, tôi đâu có phải là cái thứ mà nổi mà tệ lậu, mà tham vọng đâu. Mình cũng thương Phật tử, nó muốn cho Phật tử về tu hành này kia nọ.
rồi cái kéo kéo bè, kéo lũ, kéo phái, kéo cánh, kéo di, chứ phải mà tôi làm chùa à, nói à mai là chưa có đóng góp cái gì, chưa có phải mà kiểu như mà phải và gây quỷ gây ma. Bởi vì bà cô Hoàng cô nói đúng, cô Cúc Kim cô nói thầy cô Trần nghe, cô Trần á đây nó rảnh lắm á, nó đem mấy cái xoong, mấy cái nồi lũng, nồi ra ten, mấy cái chiếu rách đó, rồi mơ mốt đó, nó ghét cái nó kéo nguyên bọn nó tới, nó mời nó làm việc. Tôi nói ở đây tôi kêu cảnh sát tới à, chùa làm điều đó được à, chứ tôi đây à tôi. Bởi thương Phật tử muốn cho Phật tử tu mà họ quậy. Mà ông thầy Tài ông hiền quá mà. Hiền 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 quá cho nên ai cũng ăn hiếp tôi trơn, trời ơi, tôi hiền. Cũng như cái chùa Kỳ Quan Hai bây giờ đó, người ta lại bảo mời ông ấy về làm chủ trì lại đó, chứ có phải con không biết có phải không? Không thì bây giờ trụ không trụ gì cũng thành vấn đề, nhưng mà giờ cái công lao của hòa thượng thì cái chuyện đó bây giờ ví dụ như ngài lớn tuổi năm nay cũng 77 rồi thì ngài nghỉ ngơi cũng vừa, mình đứng kẻ giữa thôi chứ không có nói tôi không bên ai, lúc đầu tôi không bên ai. Thì bây giờ trong cái hàng đệ tử của ngài đó thì người nào mà có khả năng, có xứng đáng, có đạo hạnh là Phật tử nó chịu thì ngài cứ giao lại thôi, cái chuyện đó rất là bình thường, ngài lên ngồi diện chủ, diện chủ. Nhưng mà nói chứ mình phải biết cái công lao của người xưa. Chính Nguyễn Đình Chiểu tiên sinh đã nói là kính thầy mới được làm thầy, mấy phường bội phản sau này ra chi, mồ cha những lỗi vô nghì, dầu cho có nó cũng chẳng làm gì nên thân. Đó là lời của tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu nói à. Mình không kính thầy mình thì là ai kính trọng mình đó, mình phải dầu thầy mình như thế nào cũng phải kính trọng. Thì bây giờ đối với cái tuổi hòa thượng nó lớn rồi thì hòa thượng cứ lên làm viện chủ, ngồi đó gọi là cố vấn á, cố vấn cho hàng con cái nó làm. Nhưng mà con cái phải biết là phụ tại quan kỳ trí, phụ một quan kỳ hạnh, có nghĩa là cha mẹ còn, thầy tổ còn thì noi theo cái ý chí của cha. Bây giờ hòa thượng cả đời ổng nâng niu chắc chiêu, ổng muốn làm cái việc nuôi trẻ khuyết tật thì thôi bây giờ cũng chiều cho hòa thượng cho nó. Thí dụ như bây giờ mình không muốn nuôi nữa thì nó cũng hết cái tóp này đi. Bởi vì thường thường á mấy em nó khuyết tật, nó mồ côi hay nó khuyết tật thì nó lớn lên nó đâu phải tu được đâu. Rồi khi nó lớn lên nó có được học, mình nuôi cho nó ăn học đàng hoàng tới 18, 19 tuổi có nó cũng được vô cái trường dựng vợ gả chồng. Đứa nào muốn ra đi thì cứ đi, lúc đó mình hết trách nhiệm. Thời gian nó mau lắm, nó không có lâu. Thì lúc đó đó thì ngài cũng đã quá tuổi, giờ mới 77 rồi. Thì mình tiếp nói thì mình có nuôi nữa không là quyền của mình. Ngay từ lúc này mình mới nhận 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 lãnh trách nhiệm đó, gọi là phụ tại quan kỳ trí, là cha thầy mình còn sanh tiền đó, cha là thầy. Phụ cái phụ á thì nó ngoài đời, nhưng mà giờ mình mượn trong đạo là thầy thì mình noi cái chí của cha thì ráng làm cho cha vui, chứ không phải rồi mình lên đó rồi cái gì cái mình đạp đổ hết cái của người trước. Cái đó là cái thứ ngỗ nghịch, cái thứ vô nghì, cái thứ đó thì giàu kênh nó sống cũng chẳng làm gì nên thân. Đó là lời của Nguyễn Đình Chiểu nói chứ không phải tôi nói à. Còn phụ một quan kỳ hạnh, cha có chết thì noi theo cái nết tốt của cha đó, thì vậy thôi. Thì đời nó đi đạo nó song hành vậy thôi, chứ bây giờ có phục chức không phục chức cũng không thành vấn đề. Bởi vì ngài về cái chùa đó trước khi thành lập cái giáo hội bây giờ, chứ phải chi mà thành lập giáo hội bây giờ, giáo hội đưa ngài về đó thì nó là tất trức phế rồi trục xuất. Đây là nói bình công bình chứ không binh không bỏ ai. Bởi vì ngày về chùa đó là năm 76, rõ ràng bao nhiêu người dân địa phương đó họ lên tiếng đàng hoàng mà. Còn bây giờ cái chuyện tốt chuyện xấu gì, tại sao bao nhiêu năm không phanh phui mà bây giờ sầm, ý là nói là hữu hiểu không? Nó nói này họ không ý kiến nữa, không ý kiến dù mà mình ý kiến cũng chẳng được gì, nhưng mà mình không binh không bỏ gì hết trơn á. Nhưng mà cái tuổi đó nghỉ ngơi là vừa, hòa thượng nghỉ ngơi là vừa. Ngoài đời người ta 60 người ta về hưu, thì trong đạo theo lẽ 50 là phải về hưu, nó phải giựt lại 10 năm để tu chứ. Đằng này có nhiều người 80 tuổi, 90 tuổi không chịu hưu.
Cái này nói thiệt à, cái này nói ai chửi tôi cũng chửi tôi, ở đây có rượu ở Việt Nam có trứt phế tôi cũng vậy thôi à. Ý nói chuyện đó, ý là nói hai ông hiểu không, ngoài đời 60 là về hưu đúng không, thì ở đạo theo lẽ 55 thôi, nếu nói 50 thì còn trẻ, 55 là vừa rồi, đang có thời gian còn là những ngày cuối đời, đang là lo tịnh niệm, lo gọi là nhàn nhã để mà thảnh thơi dạo bước chính phương trời, để mà tìm cái chỗ thọ sanh đó lại để tiếp tục cái sự nghiệp hoằng pháp độ sanh chứ. Bây giờ cứ 80 mà không chịu hưu, 85 cũng chịu hưu, 90 cũng chịu hưu thì thôi gì tu cái gì. Cái này tôi nói thiệt luôn à, có chửi tôi cũng chịu à. Mà người đời thì ham quyền cố, người đời thì ham quyền cố vị được. Cũng như giống như tôi, giờ tôi nói thiệt lòng nha, nó không phải nói tốt, giờ tôi ráng ông kiếm cho tôi hút cất hút phân cũng được nữa, miễn sao tôi đóng thuế đủ 10 năm, rồi 10 năm sau cái nhà này nếu như không có người kế thừa, không có người mà coi được để mà tiếp tục lo cho mình, thì cứ việc cái nhà này đem đi bán cũng được vài chục ngàn, ít nhất vài chục ngàn vô housing đó mà ở, housing ở rồi, rồi lấy cái tiền đó đóng rồi đủ cho tới cái ngày mà 65 tuổi mà được cái tiền già, được cái tiền hưu đó, rồi coi như là khỏe re chứ cứ nằm đó, rồi nếu lỡ mà nếu mà cái nghiệp mà nó có ỉa trây đá dầm thì cũng có người lại hốt phân hốt cứt rồi cho tới ngày chết thôi chứ. Bây giờ mình quan trọng lúc sống mình đóng góp thôi nè, rồi nói cho nên tôi tính rõ ràng lắm, thành ra tôi không có sợ thằng nào con nào mà tới lo cho tôi, không lo tôi không khe, rõ ràng vậy thôi. Bây giờ cái nhà này 10 năm như hôm tôi dự kiến là 10 tới 12 năm, 10 tới 12 năm thì lúc đó là sắp sửa 60 rồi, 60 rồi thì bây giờ bán cái nhà này ra thì mình đã đi nửa đoạn đường rồi, mình cũng được vài chục ngàn bỏ túi rủng rỉnh rồi, nó là tiền ít thôi, vô xách gói vô housing ở một phòng hoặc cao nhất hai phòng. Nếu bây giờ tôi nói thiệt, nếu nếu mà cảm thấy mà không chịu nổi nữa thì kiếm bà giá nào đó ở chung, không tội lỗi gì, lúc đó cũng không làm ăn thì khô gì được. Nói thẳng quỵt tẹt vậy à, chứ quả quả thì quả chắc thì nắm nắm tay thì vuốt vuốt thôi. À, mình nói nó thiệt, cái đạo nó vậy đó, đạo đạo là nó chân thật vậy. Quay cho bà con người ta nhớ chứ. Đó, mà không mà quý vị thấy tôi nói về chân thật không? Mình nói như vậy là cái mai mình nó rất là thoải mái, nó không có ràng buộc công danh sự nghiệp nhà cửa tiền tài. Bây giờ lỡ ở Mỹ không thể ở ngoài đường được, không thể không phải homeless được, thì cũng nhờ cái phước báo trời đất Phật trời nào đó thương mới có cái chòi ở. Nói cái chòi chứ so là cái nhà của ông bà đây là mình hạnh phúc hơn nhiều không, bây giờ đó thiệt đó, bây giờ đó là cái so lại biết bao nhiêu người qua Mỹ bao nhiêu năm mà người ta còn ở nhà thuê cũng tội người ta, mình vậy là có phước rồi, mình thôi mình bằng lòng vậy đi. Nhưng mà rồi không lẽ về có nhà này ngồi đó cặp đất mà sống, không làm cái này làm cái nọ, không không làm thân xác thì phải làm cái trí não chứ, đã hữu thấy không, công nhận điều đó không, chung là cặp đất sống, đâu phải như mấy con mà nó rựng mỡ nó chảy nước rồi nó ăn no cái tối ngày nó ha, tôi nói cái gì ra nó cũng bắt lỗi hết trơn á. Rồi nó canh đủ thứ chuyện rồi nó đi nói với bà Miền, rồi bà Miền á rồi bà mới bảo qua chọt bên này mình mới tức đó, là vô tình, bởi vì tôi nói trần sa hoạt là vậy đó, cho nên chơi với chó liếm mặt là vậy đó, mà mấy con đó nó không ra mặt, nói tên đi là đem lên mạng là nựng cho mà coi, hai tôi tình nựng cái nó hết nó tản ông bà ông giải nó hả. Không có sân, ý nói chuyện vậy đó, bởi cái xã hội này phải nói như vậy nó mới được, chứ không có sân, tôi đâu có sân đâu, tôi cười hà hề. Nhưng mà cái xã hội này nó tự do thì phải thể hiện cái tự do, nói phải nói cho trúng như vậy đó, chứ không còn còn không có nói mà nói nhẹ 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 được. Với trường hợp mình lờ nó đi, mình không cần nó, mình không kê gì nó thì cũng đâu có ai nói gì, nó kệ nó nói tạc đã nó nghe, thầy thấy không, thầy
thầy nói càng nói ra, thầy càng nói ra cái nó biết là thầy có hiệu lực, nó nói hoài thầy ha. Nên con trả lời tiệp đi, mày muốn nói gì mày nói, mày nói cái tai mày cần trước mày nghe chứ. Ở trên đây giờ ổng đáng, ổng được nhân vật đặc biệt rồi, giờ ổng nhờ vậy ổng mới cười, nụ cười đặc biệt của thế giới. Con bị nhiều quá đây, mình giúp người ta cũng nghe chuyện nữa. Không phải là con dẫn, là con giúp người ta à, mà người ta thì không bằng lòng à. Ta có thằng em nó bị tật nguyền đó, nó đang được gửi cái gói đồ về Việt Nam đi. Ủa cái xe này là xe gì? Xe hút bụi hay gì? Không phải đâu hả? Cứ lại đó, hút bụi kìa. Cho nên trò nói thật với mấy đạo hữu á, bây giờ ai cười tôi cười, ai chê tôi không khé. Vâng, đúng rồi đó thầy, thầy ở trên đó hết. Nó không nuôi mình ăn ngày nào. Nó chê thì nó rảnh rỗi theo lẽ, nó tới đây mình nấu cơm mình mời nó ăn đó. Nó tới đây mình phải rót nước nó uống, mà nó không tới nữa, ở ngoài nó dư bọt mồm, bọt mép, nó dư cơm, nó thừa mỡ. Thành ra tôi đâu có khé. Nhưng mà được cái gì tới chơi vậy, chơi vui vậy. Nó chơi vậy lâu lâu phải cho cái não này bị gì. Hôm qua nên nó bệnh. Mà nó bệnh mà cái não này nó không hoạt động, nó không ra mồ hôi nha. Con có cái thuốc đỡ đau cho thầy mà thầy không uống hả? Con có không uống thuốc pain relief á? Có cái thuốc đó, có hộp, một hộp thuốc con để cho thầy đó. Có đỏ đỏ đó. Thầy uống cái thuốc đó là hết đau liền. Tiếng Anh có biết ở đâu. Để cả đống thuốc, cả tủ chứ có biết tên gì đâu mà uống. Rồi sợ uống bậy rồi bác sĩ hỏi. Đấy là bữa nào rồi mới ghi ra. Ghi ra. Ghi rõ cái gì ra thầy. Nhưng mà cái thuốc ấy uống hay lắm thầy, đau cái uống viên ấy thôi là hết nhức liền à. Chiều nay thầy có hoa đào qua rồi thầy lo gì nữa. À hoa đào đó. Còn mấy giờ sang. Cho nên mình sống á. Rồi nói cái hay nhất á. Ví dụ như cái người mới tu á, tu 5-3 năm á, thì phải quy nghi tế hạnh, nói chuyện phải dè dặt. Còn bây giờ tôi hỏi ông 30 năm rồi, ăn tương, ăn chao, nay nó cũng đóng men ở trong cái gan, cái bao tử hết rồi. Còn đóng tuồng khỉ khô gì nữa. Thành ra săn biết mình săn. Nóng biết mình nóng, quất ngay rồi cái duỗi thẳng hai chân ngủ. Chứ không có gì mà nhấp rồi buồn buồn bã, trò thẳng à. Quất cho nó hết nhiều chuyện chứ tẩy gì. Nó nói nữa, nó biết thầy như vậy, nó nói nữa. Nó nói nữa thì ông bà ông giải nó nghe đi. Tổ tiên dòng họ nó đào mồ quốc mã lên nhét chỗ đó đi chứ tôi không nghe đâu. Đây, từ đây sao là không có nghe nữa đâu. Mình tạo cơ hội cho nó. Con không có tạo như vậy, con trả lời thiệt mày nói mày nghe. Tai mày gần mày nghe chết, tao không nghe cái gì cả thưa hoài. Nó đánh như bị bông bị thịt đấy đâu. Ừ, thế ạ. Thôi thôi không ăn nữa rồi. Thế ăn nữa không? Cái miếng này không có trứng thưa thầy. Cái miếng bên này nè, cái miếng bên này thầy ngon ạ. Dạ. Rồi. Có hai chú cháu hết cái đó được đi. Mày ăn hết đi, ăn hết đi. Ngượng miếng. Mày đi. Không tao ăn tao. Thế vậy? Ừ. Chị kỹ à. Ăn kỹ. Dị ứng. ăn vô có sức chạy xô. Không bớt lại đi, chạy quá. Dạ. Ngoài bớt lại chạy quá, chạy suốt ngày. Suốt ngày suốt đêm như vậy coi nè. Nó quen rồi thầy. Đủ thứ chuyện này, thiệt tình nói ra đủ thứ chuyện này. Mà tiền. Dành thời gian bơm nghỉ ngơi cho mình chứ. Mình hít thở rồi này kia. Đi dạo rồi này kia. Mà nó quen rồi, mới 45 năm ta làm như vậy không. Suốt ngày chạy như vậy hả. Nó quen rồi. Cũng phải lúc dừng lại chứ bố. Thì có lúc rồi thì chịu thôi. Trên mọi gối mòn này chịu thôi. Phải chịu thôi. Ngày nào cũng như ngày nào hết. Có giờ có giấc như nó quen rồi. Bây giờ mà thí dụ như một ngày mà thầy thấy không, một ngày mà thí dụ con không lên đây đó thì con phải chuyện gì kẹt lắm con mới không lên được. Nó chuyện kẹt lắm á, con đi đâu mà con kẹt lắm mà con lên được, nó là như vậy đó. Chứ không phải nó thành cái lệ quen rồi thầy. Cái thời giờ mình nó đi vậy nó quen rồi. Nên thầy cũng vậy, thầy ngày nào giờ giặc mà thầy làm nhất định cái giờ đó thầy về giảng. Anh biết là nó cũng ghiền à. Bữa nào không giảng thì tụng kinh. Dạ. Yeah. Sáng dậy tụng kinh theo xưa đó. Sáng này tụng theo xưa đó, tụng gần tiếng rưỡi, hơn tiếng rưỡi đồng hồ. Sao dữ vậy này? Thì tụng, có nửa tiếng nữa chứ. Đâu có, tụng theo xưa, tụng có vô phía, tụng lâu lâu tụng theo đúng theo xưa luôn á. Phải hơn tiếng rưỡi đồng hồ một thời kinh. Thế kìa hả? Ừ. Này thầy tụng Lăng Nghiêm. Ừ. Tụng theo xưa nó vậy, tụng Lăng Nghiêm rồi.
tán hộ pháp này kia nọ là phải hơn 1 tiếng rưỡi nó mới xong cái thời kinh Lăng Nghiêm á. Cái hồi xưa thầy ở chùa thầy cũng làm tụng như vậy thì à? Vậy đó là tụng đúng bài bản vậy đó, mà tụng chậm chậm chứ không phải mà tụng trả nợ quỷ thần à. Vô nó có lớp nào ví dụ như nghe không? Diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ đó là vô từ rồi. Nam mô ra na ra ra ya ya mô ya ra bát ra ya ta 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 nó chậm 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 vậy rồi cho tới chừng mà hết á rồi bắt đầu nó giống như là chạy vậy đó thì nó mới nghe nó mới hay tới mà thật tới chừng đại bi là tiếng tôi nghe ngày mới ra đêm ra 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 bắt đầu là lúc đó là bắt đầu mới chạy đó là nó mới hay lắm nó đồng sau đó thập chú học chú ra bát nhã tới yên nê ba la nê ba la ta nê đề ta ba la ha ma ha bát nhã ba la mật na bắt đầu đi chậm lại nè thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng thì bên đây trống cứ cắt tùng cắt cắt tùng cắt cắt tùng cắt nó theo cái nhịp mỏ đó tổng lăng nghiêm chữ phẩm chú hồi hương tam bảo chúng long thiên cắt tùng cắt cắt tùng cắt cắt tùng cắt tùng cắt cắt tùng cắt thì nó theo cái nhịp mở đó. Nhưng mà thầy thuộc hết á hồi xưa là bắt buộc phải thuộc á, sư phụ bắt buộc phải thuộc lào lào vậy đó, mà bây giờ là thua rồi. Giờ mà không có võ hồi nó quên cái là không biết đường bắt vô thuộc rồi, nhưng mà bây giờ có khi nó lẹo một cái là không biết đường bắt vô, bởi vì nó cái mai nó không có còn như hồi trẻ nữa, không hiểu không? Hồi trẻ nó quên là có bắt vô được, bây giờ có những cái bài thơ không thấy không đang đọc không biết đường nào bắt vô luôn, chứ đừng nói chi mà bài chú. À nó đương vần như vậy thầy, nó đương theo cái đà như vậy thầy đi luôn thì được. Mà phải có người thì nó lấy, còn một mình là phải cầm bổn, không cầm bổn là chịu thua. Và cái gì cũng phải cầm, gọi là cầm kinh á. Dạ. Để rủi nó có quên là dòm vô liền. Chứ còn thôi chịu thua, đang phục nguyện, không biết phục cái gì nữa, không phải là mình không chánh niệm. Nhưng mà tới cái tuổi nó xuống là nó phải như vậy thôi. Không hiểu không? Dạ. Ví dụ như là cái bài mà đơn giản mà bài nãy qua bài kia. Ví dụ như là tối là tối rồi đọc sai mà đọc biết sai mà lúc đó biết sai liền, nhưng mà gắn vô không biết câu nào gắn vô, nhưng nó không có trở được, không gọi là ta gọi là không có trở kịp á. Ví dụ như vì cái bài phúng kinh công đức từ phản hạnh mà tới động câu đó rồi cái câu thứ hai không nhớ câu gì mà cái bài đó mà có ai không thuộc cái bài đó bắt buộc phải thuộc lào lào mà tự nhiên nó quên, tự nhiên phúng kinh công đức thù phản hạnh thay vì giai biên thắng phước giai hồi hướng mà không nhớ cái chữ gì hết trơn, cái rồi bắt đầu nguyện tiêu tam trước trường phiền não nhảy luôn chứ sao giờ. Nó muốn quên là nó quên à, cái này nó thiệt. Chứ cái bài phúng kinh là không ai không thuộc, tại cái bài đó bắt buộc kinh nào cũng phải có cái bài đó thì không thể nào không thuộc, mà tại sao mà lúc đó tự nhiên nó quên ngang à. Tự nhiên tôi nói phúng kinh công đức thù thắng hạnh cái rồi nín luôn, cái là một lòng phải nguyện tiêu tam tiến từ nguyện não nguyện đắc trí huệ chân vinh liễu chứ sao giờ quên câu thứ hai. Ừ, quên cái nó muốn quên luôn à. Thành ra nó phải nhớ cái gì mà nó không, nếu mà đi thầy đi tụng á thì nếu mà có 2-3 người đi cùng với thầy thì không quên, thì không quên được, không ạ? Thầy bắt sâu lực liền, người ta lấy vô, bởi vì người ta ráp vô với mình. Vâng. Ừ, còn giờ một mình là đừng có ý lại giỏi bỏ bổn là chết rồi, bắt không biết đường bắt vô rồi gặp cái người mà ta biết kinh, người ta nói ông thầy nó không thuộc kinh, không biết đường bắt vô thì không thuộc kinh chứ gì, ví dụ vậy đó. Cho nên thầy chịu khó để cái bổn, đừng có tự ái gì hết trơn á. Bây giờ về già rồi thì cứ mình sống theo kiểu già đi, nghĩ sao nói vậy đi, rồi chịu vậy đi, đừng có hăng máu nữa. Cho nên á gọi là gì đó, về già thì nó giống như cái dòng nước đó, nó ra tới gần gần cái biển đó, thì nó im lìm á.
dòng nước ở trong sông ngòi ao rạch đó, nó chảy rất là mạnh, nhưng mà nó ra gần tới biển là nó im liềm giống như không có chảy vậy đó. Con thấy không, nó rõ ràng hết chứ. Mới có câu là cương quế chi tánh vũ lão vũ tăng á, gần mà nó càng già nó càng cay. Cho nên người già nào mà phát biểu không đúng nơi đúng chỗ, người ta gọi là già dịch. Còn dê tầm bậy người ta gọi già dê. Nó thành ra càng già nó càng im điềm, nó càng nhẹ nhàng. Rồi vậy thôi, bây giờ nói thật sự nói chứ, rồi ông coi 5 năm sau rồi muốn tôi nói như vậy không có cơ hội nữa đâu. Mình tự nhiên nó già xuống là còn đâu mà nói được. Thế sao nó đổi tiếng này? Nó đổi chứ. Có thể thầy bây giờ thầy nóng nhưng mà 5 năm sau thì thầy... Cho nên á, ông nhớ, nói đây á, ông là cái thế hệ cha chú, là thuộc cha chú lớn nè, quan thế hệ ngang tuổi nè, coi 5 năm sau rồi mấy ông coi thầy. Tự động là nó im liềm à. Bây giờ còn nói hăng máu về chửi bới về là mừng đi. Chứ nữa mà biểu ngồi mà chửi gì không có đâu. Thiệt nó tới cái diện đây nè. Ông phải sáng tôi quên hết trơn lá mốt là tự động mới có lạnh hồi tối thôi, mà sáng nay bắt đầu nó từ từ không thấy không? Nó tàn tạ hết nghiệm coi nè, mà ý là chưa lạnh nữa rồi cuối tuần này nó lạnh nữa rồi tiêu luôn. Nó sáng quên hết trơn rồi nè. Cái con người vậy á, những người như trò là bây giờ gọi là, nếu ngoài đời tôi gọi là giống như bắt đầu nó gọi là không phải nó hồi sinh như gì, nó đùng lại để cho nó bắt đầu nó lão quá đó. Cho nên hăng lắm mà đụng là xẹt à, đụng là xẹt à. Đụng là xẹt rồi xẹt hết thời gian hết lửa à. Thật ra kệ đó, cho nên trò không có giữ, không có bao giờ mà quan trọng hết á. Cái mai mình nghĩ cái gì, cái não mình nghĩ cái gì, mình giận biết mình giận, mình cáo biết mình cáo. Để cho nó cứ nó hoạt động điều đặn đúng theo cái quy trình tự nhiên vậy đi. Rồi không gì hết trơn á, rồi tự động tới ngày nào đó nó im lìm mà. Bây giờ cái dòng nước nó đang chảy mà mấy ông cứ thầy tu đi, thầy tu đi, thầy tu thầy nóng quá. Ông nhớ là ủng chi khả dĩ tệ sơn, kích chi khả dĩ quá tảng. Nước nó đang ào xuống vậy, đang cái thời của người ta đang hăng sai. Ông chơi ông chặn lại đó, nó xuyên thủng cả núi không. Ông ngồi trên ghe mà ông lấy tay ông chặn nó, coi nước nó tạt lên khỏi đầu. Đó thì bây giờ cái tuổi này á, phải biết cái quy luật của vũ trụ trời đất của nhân sinh. Là sanh già bệnh chết. Cái tuổi này là cái giai đoạn thứ 3 rồi. Nó giai đoạn thứ 2 nó chuyển qua thứ 3 rồi. Thì kệ màu nó sanh cứ cho nó sanh. Nó si cứ cho nó si, nó tham cứ cho nó tham. Nhưng mà nó hay cái chỗ á là khi nó khởi lên là biết chứ không phải không biết. Nhưng mà nó vẫn khởi, cho nó sanh khởi. Bởi mới nói niệm niệm như long địch nhật mà tâm tâm thường tự quá kiều thời. Cái niệm niệm, cái niệm trước niệm sau nó giống như là mình coi như mình cứ cho nó sanh khởi, mà mình phải giữ cái thành đừng cho giặc vào. Còn nó có niệm thì cứ cho nó khởi, chứ nó không niệm là nó sẽ chết. Rồi tâm tâm thường tự quá kiều thời là mình phải vững cái tâm mình, nó giống như đi ngang cái cầu tre mà nước nổi, cái mùa nước nổi cái cầu nó nổi lên đó, mà nếu mà bôn ba lao chao lóc chóc cái là cái cầu nó lăn là nhảy ùm dưới nước. Ngày hôm qua ra cho mấy con vịt mà nó đi bức tiêu tân buồn muốn chết, có mấy con bồ câu, có mấy con rùa thôi, tại vì buổi chiều qua tới 5:30 mới ra thì nó tối tối vậy nè, nó tưởng đâu là trời tối, nó bay hết trơn à. Cái ngọn mình vậy tâm sự với mấy con rùa thôi về. Rồi lỡ mua mấy ổ bao lấy mấy túi bánh hôm trước treo đây rồi, giờ ông lấy sách trở về nữa. Xé liền đầy trên cỏ rồi cho sáng nay nó lại nó ăn. Vậy thôi thì cũng cho nó ăn đó, là mình giữ tâm mình vậy đó. Cũng có khởi lên vui buồn một chút. Nhưng mà cái vui buồn này không phải để cho mình khổ đau. Vắng nó cũng buồn một chút. Chắc là nó buổi chiều nó bay đâu đó. Cho nên tới mùa đông phải cho nó ăn sớm. Thế trường hợp như vậy thầy nói vui buồn như vậy, nếu mà trường hợp mình không chấp thì sao thưa thầy? Không, mà phàm con người phải có chấp. Chấp nhưng mà đừng có để lâu. Chứ phải có sanh khởi. Bởi vì nó sanh khởi biến dị mà. Rồi nó sanh là nó diệt, cái chuyện nó lý đương nhiên.
nhưng mà đừng có để trong tâm nó trở thành ung thôi, chứ vẫn cho nó sanh khởi. Bây giờ tuổi của ông mà bây giờ ông nói ông không vui, ông buồn, ông thương, ông ghét á, là ông sẽ bị lơ mơ, ông sẽ bị liệt não, nó bị hồi trầm cảm. Nó phải có những cái tuổi già muốn cho nó trẻ, người ta gọi là hồi xuân á, phải cười, phải rộn ràng vậy đó. Rồi khi mà rộn ràng vui vẻ và tới chừng nào ông không muốn sống nữa, lúc ông chết rất là thanh thản, muốn chết nữa, nín thở chết chơi à. Còn mà bây giờ mà ông cố gắng ông làm cho cái mai ông nó tê liệt á, thì tôi khác nào như cái kiếp người quá đá, thì nó đâu có cái linh hồn gì đâu mà để coi, đâu có cái thần thức gì đâu. Nên cứ việc cho nó sanh khởi, để nhưng mà đừng có để nó thành ung nhọt, đừng để thành ung thư. Thầy cái ôm miết thì nó thành ung nhọt. Không có ôm chi, vui biết nó vui, buồn biết nó buồn, thương biết nó thương, ghét nó ghét, rồi thôi ngủ. Rồi tới chừng ngủ thì thường phủi chân ngủ vậy thôi. Thầy ngộ rồi còn gì nữa. Nếu mà thầy đang dễ ngủ như vậy thì ngộ rồi thầy. Chứ con thấy là thí dụ lo chuyện gì là về ôm chết luôn. Ngày mai tiền đâu trả tiền nhà, ngày mai tiền đâu trả tiền bill, chết dở nha thầy. Không ôm không được nha thầy. Thì bởi có mấy mẹ khùng nó thấy nó biểu tôi đừng lo gì hết tên á, có nhà đừng lo gì hết tên á, chắc bà con dòng họ đào xương đào cốt lên cho tôi ăn à. điên nặng. Này. Ok. Bố cho mọi người nghe chứ. Vẫn lo, vẫn nghĩ. Dạ. Nhưng mà lo nó có mức độ, nghĩ có giới hạn, đừng có nghĩ bời bời, lo bời bời, rối bời bời, mà phải là nhậm vận trước y thường, tùy duyên trừ cựu nghiệp. Nhậm vận trước y thường là xá chi đó, xá chi trước mọi cái sự việc như vậy, bởi y thường đó, nhậm vận trước y thường, tùy duyên trừ cựu nghiệp. Theo cái duyên mà trừ đi cái nghiệp cũ, chứ không phải nói mình tạo ở đó rồi mình bỏ một đống nó ai hốt. Vì vậy nó, cho nên phải nhậm vận với ý thường, tùy duyên trừ cựu nghiệp. Nó thành ra quán chiếu cuộc đời này á, thứ nhất là tuổi già á, nhìn lại như hồi nãy trò nhắc trong Pháp Bảo Đàn á, nhất phái thanh sơn cảnh sắc ô tiền nhân điền thổ hậu nhân thu, hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ hoàn tất thu lai tại hậu đầu. Nghĩa là nhìn giang sơn cẩm tú cơ đồ này, một giải đẹp thanh này thật sự là của tiền nhân. Tiền nhân trước để lại cho tiền nhân tới, rồi tiền nhân tới để lại cho mình thì cũng sắp sửa thành tiền nhân nữa đây. Rồi mình cũng để lại cho con cháu mình, rồi thì tiếp nối thì mình hãy con cháu mình nó tiếp nối thì nó là mình là tiền nhân. Thì cứ là tiền nhân điền thổ hậu nhân thu. Nhưng mà hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ hoàn tất thu lai tại hậu đầu, người sau mà có được thì cũng phan hay mừng vội, vì trước sau gì cũng giao lợi cho một bọn sau nữa. Đó là một. Thứ hai nữa, người ta cởi ngựa ta cởi lo, cởi la ngẫm thao thân phận mình thua người ta, nhưng mà quay đầu chợt gặp ông xe đẩy mới thấy rằng mình hơn người ta. Đó, cứ vậy những cái bài tiền nhân nó để lại cho mình đó, mình cứ đọc vậy mình sống nó nhàn vậy, không gì hết trơn. Sống nhàn, sống như thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn, sao lao tâm lao lực cũng một đàn người trần thế muốn nhàn sao được. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng xin nài vậy thôi. Rồi cuối cùng nghiêu ngao rồi một gì đó, một mai, một cuốc, một cần câu gì đó của ông Nguyễn Vĩnh Khiêm đó. Rồi ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người ở chốn lao sao, rồi vậy đó, cứ việc vậy đó mà ngân nga tuổi về chiều vậy đó, mặt tình đời. Nhưng mà nó chọc tới mình thì mình vẫn chửi chơi, nhưng mà mình không chấp vậy thôi, chửi chơi à, tôi chửi chơi đàng hoàng à, tôi hiền mà. Ok, tôi còn xin phép thầy ở ta đi. Trên đời đi không bao giờ hết.